không cẩn thận là gặp đại họa đấy. Úm mà nào. Thấy người khẽ khẽ thôi, sếp còn phát hiện ra đấy. Tôi là tôi đến để giúp người, chứ có hại ai đâu. Sếp chị mà biết là còn phải cảm ơn tôi đấy. Nhưng mà chị làm việc chỗ nào nhỉ? Ở góc này thầy ạ. Mà cho con hỏi lần cuối, có nghĩa là mình làm lễ xong mà chắc chắn là da rẻ con hồng hào hết nám, tươi tắn hơn đúng không thầy? Chứ không có cái 5 triệu của con. Tôi nói nhà chị biết nhá, nếu mà không tin tưởng ấy thì mời tôi đến đây làm cái gì? Chị tưởng 5 triệu của chị mà to à? Tôi đã nói rồi, là nhà chị sinh khí nó không vào, vượng khí nó không thông được, thì lấy đâu ra lộc. Mà tôi nói nhá, nếu cứ như này lần sau có muốn tôi giúp ấy, cũng chịu. Ôi thầy ơi, con xin lỗi. Thầy xem giúp con với. Xem đúng không? Mi,